Excavator saw. Máy xúc cưa. Excavator saw. Máy xúc cưa là loại máy móc công nghiệp chuyên dụng thường làm việc trên các nhà máy hay các mỏ khai thác lớn. Xe có nhiệm vụ cưa và tách nhỏ vật liệu phục vụ vận chuyển hoặc sản xuất. Excavator wrecking ball. Máy xúc tay chì. Excavator wrecking ball. Máy xúc tay chì được biết đến là một trong những thiết bị công nghiệp mạnh mẽ, đa năng với thiết kế đặc biệt để phá hủy và tháo dỡ các ngôi nhà hay những công trình lớn. Excavator grapple. Máy xúc cần gấp. Excavator grapple. Máy xúc cần gấp có nhiệm vụ gấp và vận chuyển hàng hóa, vật liệu đến nơi cần thiết. Máy xúc cần gấp đang sử dụng tay cần chuyên dụng của mình gấp những khối gỗ khổng lồ để gia cố bờ sông. Dragline excavator. Máy đào kéo dây, Dragline excavator, được biết đến là một trong những dòng máy xúc lớn nhất trên thế giới. Máy đào kéo dây sở hữu thiết kế đơn giản và vô cùng hiệu quả trong việc đào và khai thác mỏ. Về ngoại thất, xe sở hữu khung thân kim loại khổng lồ với chiều cao trung bình lên đến 75m, tương đương một tòa nhà 25 tầng. Hệ thống khung gầm bền bỉ với khối lượng có thể đạt đến 13.000 tấn. Nhìn từ xa, nó như một con quái vật khổng lồ đang gặm nhấm những ngọn núi. Về nội thất, máy đào kéo dây được trang bị hệ thống động cơ diesel hiện đại, hệ thống cân bằng tải và điều khiển đa chiều tự động, giúp xe luôn hoạt động ổn định và chính xác trên nhiều địa hình khác nhau. Trang bị quan trọng nhất của xe là hệ thống tay cần và gầu kéo khổng lồ. Tay cần hợp kim hiện đại với lực kéo lên đến 200 tấn kết hợp cùng gầu xúc với thể tích của 20 chiếc xe công nông, giúp nó dễ dàng thực hiện khối lượng công việc khổng lồ của mình. Nhờ khả năng làm việc ổn định và hiệu quả, máy đào kéo dây là phương tiện vô cùng quan trọng trên các công trường và các mỏ khai thác lớn. Dragline excavator. Máy xúc gầu dây, Dragline excavator. Máy xúc gầu dây là phương tiện vô cùng quan trọng trên các công trường và các mỏ khai thác lớn. Dragline excavator. Excavator magnet. Máy xúc cần nam châm. Excavator magnet. Được sử dụng để gấp, hút và phân loại những vật liệu kim loại trên các công trường xây dựng hay các nhà máy tái chế. Máy xúc cần nam châm sở hữu hệ thống tay cần nam châm hiện đại và vô cùng hiệu quả. Xe cũng là một trong những phương tiện quan trọng trong ngành tái chế. Feller Buncher Excavator. Máy xúc chặt cây. Feller Buncher Excavator. Máy xúc chặt cây có nhiệm vụ cắt và vận chuyển những cây gỗ lớn phục vụ thu hoạch hoặc khai thác. Máy xúc chặt cây đang sử dụng tay cần chuyên dụng của mình để chặt và vận chuyển những cây thông khổng lồ đến nơi sản xuất. Hitachi X5600. Máy xúc khai thác thủy lực Hitachi
EX5600, Hitachi EX5600 Hydraulic Excavator được thiết kế và sản xuất bởi một trong những tập đoàn thiết bị công nghiệp lớn nhất thế giới. Máy xúc khai thác thủy lực Hitachi EX5600 sở hữu kích thước và cấu tạo vô cùng ấn tượng. Xe sở hữu chiều dài tổng thể 14,9m, chiều rộng 10,5m, chiều cao 8,6m và tổng khối lượng lên đến 533 tấn. Và để vận hành thân hình khổng lồ này là hệ thống động cơ đôi MTU cho công suất cực đại lên đến 3.000 mã lực. Động cơ khỏe mạnh kết hợp cùng hệ thống điều khiển tự động, hệ thống cân bằng tải và thùng nhiên liệu với dung tích lên đến 16.000 lít cho nó khả năng làm việc ổn định và vô cùng hiệu quả trong thời gian dài. Trang bị quan trọng nhất của xe là hệ thống tay cần khổng lồ. Tay cần dài với tầm đào tối đa 21m, độ sâu đào 8,4m và lực đào tối đa lên đến 1.450 kN, giúp nó dễ dàng múc, xúc và vận chuyển khối lượng vật liệu khổng lồ. Với hiệu suất cao, bền bỉ và độ tin cậy trong nhiều điều kiện khắc nghiệt khác nhau, máy xúc khai thác thủy lực Hitachi EX5600 luôn là một trong những chiếc máy xúc hiện đại và mạnh mẽ nhất trên thế giới. Mini Excavator. Máy xúc cần xúc mini, Mini Excavator, được thiết kế và sản xuất để thường xuyên hoạt động trong các không gian hẹp với nhiệm vụ xúc, múc và di chuyển các vật liệu, hàng hóa. Máy xúc cần xúc mini sở hữu thiết kế nhỏ gọn nhưng vô cùng linh hoạt. Xe được trang bị hệ thống khung gầm bền bỉ chắc chắn, hệ thống bánh xích linh hoạt và hệ thống mô-đun xoay 360 độ giúp xe cơ động di chuyển đến nhiều công trường và địa hình khác nhau. Trái tim của những chiếc máy xúc mini là hệ thống động cơ diesel nhiều cấp hiện đại cho công suất cực đại lên đến hàng trăm mã lực. Hệ thống giám sát và điều khiển tự động giúp xe luôn đảm bảo sự hiệu quả trong công việc và tiết kiệm chi phí khi vận hành. Ngoài ra, máy xúc mini còn sở hữu hệ thống truyền chuyển động, hệ thống điều khiển thủy lực linh hoạt, giúp xe tăng cường sức mạnh và độ chắc chắn khi vận hành. Trang bị quan trọng nhất của xe là hệ thống tay gầu hiện đại. Tay gầu là sự kết hợp linh hoạt của các khớp nối, hệ thống tay đòn chịu lực và hệ thống bơm thủy lực hiện đại, cho nó khả năng tháo lắp và nâng cấp vô cùng dễ dàng nhờ khả năng làm việc linh hoạt và ổn định, phù hợp với nhiều dạng địa hình khác nhau. Máy xúc mini là một trong những sản phẩm thành công và quan trọng nhất trong cuộc sống. Bilab 75710 Haul Truck. Xe tải khai thác Bilab 75710. Bilab 75710 Haul Truck được biết đến là chiếc xe tải khai thác lớn nhất trên thế giới, cả trọng tải và khối lượng vận hành. Bilab 75710 sở hữu thiết kế và trang bị vô cùng hiện đại. Với kích thước tổng thể khổng lồ, chiều dài 20,6m, chiều rộng 8,1m, chiều cao 9,87m, cùng tổng trọng lượng lên đến 900 tấn. Nhìn từ xa, nó như một ngôi nhà 5 tầng đang di chuyển. Về nội thất, Bilab 75710 sử dụng bộ động cơ diesel hiện đại với công suất cực đại lên đến 4.600 mã lực. Hệ thống dẫn động diesel Hydraulic kết hợp cùng bộ điều khiển đa chiều
cho nó khả năng hoạt động ổn định và chính xác trong nhiều điều kiện khác nhau. Đặc biệt, xe sở hữu hệ thống thùng xe hiện đại, thùng xe dung tích lớn với sức chở lên đến 450 tấn, cùng hệ thống bơm thủy lực mạnh mẽ, cho nó khả năng chuyên chở và nâng các loại vật liệu dễ dàng. Với những ưu điểm và vận hành và cấu tạo vượt trội, xe tải khai thác Bilat 75710 luôn là sự lựa chọn hàng đầu trên các công trường và các mỏ khai thác lớn. Long Reach Excavator. Máy xúc cần dài Long Reach Excavator được thiết kế và sản xuất với nhiệm vụ múc, xúc, vận chuyển hay nạo vét vật liệu ở khoảng cách xa và ở những địa điểm đặc biệt. Máy xúc cần dài thường làm việc trên những khúc sông, đầm lầy hay những công trình và công trường lớn. Xe sở hữu cấu tạo chuyên dụng với khung thân kim loại bền bỉ chắc chắn, hệ thống gầm xe và bánh xích cơ động cho nó khả năng xoay 360 độ linh hoạt và khả năng di chuyển, làm việc ổn định trên nhiều địa hình khác nhau. Đặc biệt, máy xúc cần dài sở hữu hệ thống động cơ và điều khiển hiện đại. Động cơ diesel nhiều cấp khỏe mạnh cho công suất lên đến hàng trăm mã lực, kết hợp cùng hệ thống máy bơm thủy lực và điều khiển tự động, giúp xe luôn hoạt động chính xác và bền bỉ trong nhiều điều kiện khác nhau. Trang bị quan trọng nhất của xe là hệ thống tay cần chuyên dụng. Với cấu tạo dài, khỏe mạnh, tay cần là sự kết hợp linh hoạt của hệ thống khớp nối và các tay đòn chịu lực, giúp xe dễ dàng điều khiển, làm việc, múc, xúc và vận chuyển vật liệu đến nơi cần thiết. Nhờ khả năng làm việc ổn định và đảm bảo nhiều yêu cầu khác nhau trong công việc, máy xúc cần dài đã trở thành một trong những phương tiện quan trọng trong nhiều ngành nghề như xây dựng, vận chuyển và khai thác. Backhoe. Máy xúc đào liên hợp Backhoe được thiết kế và sản xuất để có thể đảm nhận cùng lúc nhiều yêu cầu khác nhau trong công việc. Máy xúc đào liên hợp là sự kết hợp hoàn hảo của máy xúc và hệ thống máy ủi chuyên dụng. Về ngoại hình, máy xúc đào liên hợp sở hữu hệ thống khung thân kim loại bền bỉ, hệ thống gầm xe chắc chắn với 4 bánh lốp linh hoạt và 2 chân đế khỏe mạnh, cho nó khả năng cơ động nhưng vô cùng ổn định trên nhiều địa hình khác nhau. Phần đầu của máy xúc đào liên hợp là hệ thống gầu ủi khổng lồ. Gầu ủi lớn được trợ lực bởi những thanh đòn linh hoạt giúp nó dễ dàng xúc và ủi đi những vật liệu như đất cát hay đá sỏi. Phần đuôi xe là hệ thống tay cần hiện đại. Tay cần khỏe mạnh là sự kết hợp của nhiều mô đun linh hoạt, giúp xe dễ dàng điều khiển tay cần để xúc, đào bới và vận chuyển vật liệu hay hàng hóa. Với thiết kế và công dụng vô cùng đa năng, máy xúc đào liên hợp thường làm việc trên các công trường hay các công trình nông nghiệp, hạ tầng đô thị lớn.